Chào các bạn. Nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách thay cái cọng dây camera trước, dây loa và dây cảm ứng tiềm cận cho cái iPhone 6 các bạn ha. Thì đầu tiên để thay được cái dây đó, các bạn phải mở cái màn hình ra và các bạn có thể theo dõi cái video clip hướng dẫn tháo máy iPhone 6 á, để các bạn biết cái cách tháo cái màn hình ra và xem cái clip hướng dẫn ráp iPhone 6 ha, để biết cái cách ráp cái màn hình vào lại. Đầu tiên để thay cái cọng dây này thì mình phải tháo cái loa ra, và các bạn có thể xem cái video clip là hướng dẫn thay loa cho iPhone 6 á, để hiểu rõ hơn về cái cách thay cái loa này các bạn ha. Chúng ta sẽ mở bao ngóc này ra thì sẽ lấy được cái siêu ra. Rồi, các bạn sẽ dở cái camera trước lên thì các bạn sẽ thấy được cái loa ha. Cái loa nó sẽ có tiếp xúc ngược lên với lại cái bốn cái điểm đồng á trên cái camera trước, các bạn thấy không? Đó, bốn cái điểm đồng á. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ dở các cảm biến lên. Thì có thể nếu mà nó hơi cứng thì chúng ta có thể cho một ít xăng thơm vào cũng được các bạn ha, để tránh cái tình trạng mà cái keo nó dính con IC á. Thì chúng ta dở cái dây lên á thì nó sẽ đứt luôn cái chân con IC trên cọng dây ha. Cho một ít xíu như hồng, cho một ít xíu xăng thơm vào thôi. Rồi. Bây giờ là lấy cái màn loa, cái gọi là cái ron ha, cái ron của cái loa lên. Thì có thể là các bạn chỉ cần lấy cái mic thôi cũng được, không cần lấy cái ron lên ha, nhưng mà nếu mà thường là lấy cái mic nó sẽ hơi khó, thì cái mic nó dính với cái ron cứng lắm. Chúng ta tập trung chúng ta mà lấy cái mic đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Nếu mà chúng ta tập trung lấy cái mic không á, thì nếu mà nó gần cái mấy cái bớt dây màn hình á, xui xui á, nó mà chúng ta trượt tay cái nó đứt cái bớt dây màn hình á, thì nó sẽ rủi ro, nó nguy hiểm các bạn ha. Thường thì mình lấy cái bên này mình lấy qua nè, và mình lấy luôn cả cái ron của cái loa ra và cái mic. Rồi, sau đó thì mình sẽ lấy cái cọng dây mới qua để mình so sánh xem có cái chỗ nào mà nó dư không. Thì thường á, là cái cọng dây mới nó xong có cái ron của cái loa, thì bây giờ mình sẽ phải tháo cái ron cái loa ra và để mình gắn vào cọng dây mới các bạn ha. Có nghĩa là một cái cọng dây mới á, khi mà thay á, nó sẽ không có những cái phụ kiện theo ha, thì mình phải lấy những cái phụ kiện zin để mình đưa qua lại, mà mặc dù cái cọng dây mới cũng là cọng dây zin các bạn ha. Đó, chúng ta xem chiều dán nó đúng chiều. Ngoài cái lỗ nhỏ đó, cái lỗ đó, cái lỗ của cái mic đó, thì chúng ta phải dán cái lỗ đó cho ngay cái lỗ trên cái mic ha. Chứ nếu mà dán chặt đó, thì cái mic chúng ta nói nó khi mà chúng ta thực hiện cuộc gọi FaceTime hoặc là chúng ta quay camera trước gì đó, thì có thể cái mic nó sẽ không hoạt động ha. Rồi, sau khi dán cái ron vào cái mic rồi thì bây giờ chúng ta sẽ gắn nó trở lại vào, trở lại cái màn hình thôi. Gặp cái mic lại ha, xem cái cọng dây cũ á, trên cọng dây cũ nó có cái gặp cái mic thì chúng ta gặp cái mic lại. Đó, các bạn thấy không, nó có một cái G lên đó, thì ngay cái mic các bạn cũng thấy một cái lỗ. Đó, và chúng ta đưa cái lỗ đó trên cái mic trùng với cái lỗ trên cái màn hình các bạn ha. Tất cả nó đều có một cái khuôn mẫu đó, các bạn cứ dựa vô cái khớp đó các bạn làm thôi. Cái độ chính xác nó sẽ 100% ha, chứ nó không có lạch lạc như là chúng ta ướm thử, nên các bạn cứ yên tâm. Apple nó ra một cái thiết bị là nó điều ra cho những cái nhân viên của nó, nói chung là hai những cái bạc các bạn, thay cái bạc là nó điều ra để cho nhân viên nó có cái điểm để thay hết ha, thì chúng ta cũng dựa vào những cái điểm đó mà chúng ta thay thôi.
gắn cho ngay các bạn ha. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy gắn méo méo chưa ngay thì tháo ra gắn lại, chứ không nhất thiết phải làm vội vội vàng vàng ha, mất công chỉ bằng ráp lại, thử không được phải tháo ra nữa thì mất cả đống thời gian. Rồi, bắt đầu chúng ta gắn những cái cảm biến vào đúng cái khớp của nó. Mà không, khi mà nó vào khớp rồi các bạn gắn nó nhẹ nhàng lắm. Chứ bạn đừng ráng dùng lực mà nhấn xuống các bạn ha. Một cái cọng dây zin và một cái màn hình zin đó thì cái khớp của nó là lúc nào nó cũng tương đương nhau ha, chứ nó không có cái này to này cái kia nhỏ đâu, nên các bạn gắn vào đúng khớp rồi rất là nhẹ nhàng. Nói chung là nó sẽ không có những cái chi tiết dư thừa ha. Rồi gắn cái loa vào và gắn cái camera vào đúng cái lỗ camera của nó, sau đó đẩy miếng siêu lên. Trên miếng siêu các bạn sẽ thấy nó có hai cái lỗ ha, nó sẽ trùng với lại hai cái lỗ trên cái tiếp xúc loa đó. Cái này các bạn có thể xem thêm cái video clip là hướng dẫn thay loa cho cái iPhone 6 ha. Rồi sau khi mà kê ngay cho nó trùng rồi, nó khớp rồi, thì chúng ta sẽ siết bao ngóc lại là xong ha, cái việc thay thế dây. Thì sau khi xong thì các bạn nhớ thử loa nè, rồi cảm biến tiệm cận nè, thường hai cái đó là được các bạn ha, mic thì cũng ít ai quan tâm lắm. Cảm biến tiệm cận có nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện cuộc gọi á, chúng ta áp vào lỗ tai thì cái màn hình nó tắt đúng không, để nó tránh cái việc mà khi mà nghe điện thoại nó chạm cảm ứng lung tung các bạn ha. Và để biết được cái cách mà ráp cái máy này lại cho hoàn chỉnh, các bạn có thể xem thêm cái video clip là hướng dẫn ráp máy iPhone 6 trên cái kênh của mình ha. Rồi mình sẽ tạm dừng cái video ở đây các bạn ha, cảm ơn các bạn theo dõi cái video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công.